Rồi kênh An Phú xin kính chào các bạn nha các bạn. Thì hôm nay mình xin xin chia sẻ lại cái mô hình mà nuôi nuôi lươn trong thùng xốp, mà hai thùng đó, trong hai con trên thùng các bạn. Thì lúc hổm thì mình thấy cái mô hình ở bên kia đó đó thì nó đẻ khá là tốt rồi. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy là đất ở trong thùng thì nó còn thấp. Nên mình quyết định là sẽ chuyển đổi cái mô hình này. Mình sẽ lấy cái thùng hai con đó mình đưa vô mô hình này luôn, nhưng mà mình sẽ đưa đất nhiều hơn nữa, bạn thấy không, đưa đất nhiều hơn nữa để coi có đẻ mạnh hay không. Thì mỗi thùng này mình để hai cái ống ha. Thì trước mắt thì mình thấy cái ống lươn đẻ rất là tốt ha. Thì hôm nay thì cái thùng bên kia thì mình thấy cũng đẻ cũng nhiều ổ rồi, nhưng mà quay ngược lại thì cái mô hình bên đây thì nó đẻ rất là tốt lại. Nhưng mà hôm hổm chắc là nó chưa ổn định nên nó chưa đẻ nhiều các bạn. Thì hôm hổm mình cái ao ở đây thì mình thu được khoảng có 7 ổ à. Thì hiện tại thì ở đây mình mỗi cộng lục bình là một ổ đó. Đây ổ này là mình mới dỡ nãy là đỏ trứng này. Đây nè. Để mình dỡ cho các bạn coi nè. Các bạn thấy không? Trứng là đỏ vàng đấy các bạn, đỏ đó, thấy không? Đó, trứng tím rồi đó. Trứng này thu hoạch được luôn nè. Thì mới có hôm hổm mà nay đâu có nhiều ngày đâu mà nó trẻ trứng lại cũng thấy là rất là mạnh đó. Đây 1 ổ, 2 ổ, 3 ổ, 4 ổ, 5 ổ, 6 ổ, 7 ổ. Thì mới có dãy bên đây là 7 ổ các bạn, dài 7 mét. Thì tương ứng khoảng 1 mét là 1 ổ ha. Thì bên kia nó cũng như vậy các bạn. Lục bình mình để vô thì với cái môi trường này nó phát triển rất là nhanh ha. Mới đây mà kính ao rồi, hổm mình để vô mấy cọng à. Thì hiện tại bên đây mình được 7 ổ. Mình thấy là nếu mà làm cái mô hình này thì cũng tốt đó. Các bạn cứ để đất rồi các bạn đặt ống đi. Đặt ống thì lúc hổm thì mình có thể một phần nha. Là do hôm hổm mình để nước cao quá. Mình thấy nước cao quá, lưng nó đẻ yếu quá nên mình quyết định mình xả nước bỏ bớt. Mình cho nước thấp lại xuống khoảng cả 5 phân. Thì mình thấy xuống 5 phân là lưng nó đẻ mạnh lại nè. Thì những bạn nào làm mô hình này thì theo mình thì nên khuyên là mặt nước cách mặt đất là khoảng 1 tấc nha các bạn. Thì lưng nó làm sụp xuống là vừa, 1 tấc các bạn đặt ống vô. Thì mình sẽ tiến hành lấy trứng để cho các bạn xem ha. Rồi mình bắt đầu lấy trứng nha các bạn. Thẳng là mình nói về vấn đề chủ đề chính hôm nay luôn. Thì hôm nay mình sẽ nói về chủ đề là nói về cái tại sao lươn mà nó vừa chưa nở ra hết là nó có đã chết. Có con thì nở ra rồi nó mới chết nha các bạn. Thì cũng có nhiều bạn thắc mắc tại sao mình xử lý nước rất là tốt, lươn cũng tốt mà tại sao lại nó bị tình trạng đó, thất bại cho đó ha. À, cái chỗ này á, các bạn nên để ý cái chỗ á, nó quan trọng cái chỗ lươn bố mẹ. Nó đây không phải là bố mẹ nó giống không tốt, không phải ha. Do bố mẹ mình là nó chưa được dưỡng tốt. Chưa được dưỡng tốt nên cái trứng nó chưa đạt. Nên thường các bạn trứng nó nhỏ, vỏ trứng nó mỏng á. Nói chung là trứng lươn nó không đủ chất đó. Nên trứng lươn nó sẽ không có đủ chất để mà nó nuôi dưỡng thành con ha. Nên thường thì những cái trứng đó là sẽ bị chết, nở ra là chết. Các bạn không có thuốc nào mà trị được ha. Những trường hợp đó là gần như là sẽ đổ bỏ thôi chứ không có cách nào mà xử lý được. Các bạn có bạn thì thắc mắc tại sao mà mình để trong hồ nó sống, đem vô nó ấp thì chết. Cái đó là đúng rồi, tại vì nếu mà nó sống trong môi trường mà lươn được nó phun bọt á, thì trong môi trường đó mặc dù trứng nó yếu thiệt nhưng mà trong môi trường nó có thể sống được ha. Nhưng mà nếu mà mình đem vô môi trường mình nhân tạo á, mình thổi oxy thì lươn nó không có đủ chất nha các bạn. Lươn không có đủ mà sức đề kháng để nó sống được. Các bạn muốn nó sống thì các bạn phải cho lươn bố mẹ nó tốt. Nên các bạn thường để ý mấy trại lớn thường tại sao người ta phải dưỡng lươn. Dưỡng lươn đây không phải là dưỡng lươn các bạn để vô hồ rồi cho nó thừng quá, cho nó quen với môi trường nước đó. Cái đó chỉ một phần nha các bạn. Người ta dưỡng lươn ở đây, người ta dưỡng là nó
người ta dưỡng lươn đây á, là người ta dưỡng làm sao mà lươn nó đạt trứng, trứng nó lên đạt rồi nó mới bắt đầu cho đẻ ha, đó mới gọi là dưỡng lươn. Thì ở trại mình thì như các bạn thấy mình lấy trứng, mặc dù mình mới thả lươn thôi nhưng mà mình vẫn lấy trứng, tại vì trước đó thì mình đã lươn mình đã bắt về, mình đã cho ăn thức ăn đâu nhiều rồi, mình đã cho ở đây mình sử dụng hai cái loại thức ăn để thúc đẩy quá trình mà tạo trứng, với quá trình mà nó làm cho trứng nó to, vỏ trứng nó dày để cho lươn mình nở ra đạt ha. Thì ở đây thứ nhất mình xài thằng antisoc các bạn, san antisoc. Thì thằng này nó vừa giúp cho lươn mình nó tạo được cái lươn nó đẻ sai, rồi giúp cho lươn nó giúp cho trứng lươn nó phát triển tốt ha, lươn nó ăn mạnh nữa. Thì ngoài cái tác dụng đó thì thằng này nó còn có tác dụng là nếu lươn bạn mà cho thức ăn không phải UB á thì các bạn có thể cho ăn này để nó tạo màu cho lươn đẹp tự nhiên luôn ha. Thằng này nó cũng tạo màu cho lươn đó. Thì thằng này thì một gói 1 ký giá cũng mềm mà. Thì cái thứ hai nữa mình sử dụng sản phẩm thứ hai nữa là thằng Vlet. Thằng này là nó dùng cái mục đích chính của nó là để giúp cho lươn trứng lươn nó tốt đó. Thằng này này chuyên dùng cho trứng lươn để tạo cho trứng lươn nó tốt, để cho lươn nó nở ra đạt đầu con đó. Thì ở đây mình sử dụng lươn bố mẹ, mình sử dụng hàng đó thôi. Hàng này trộn ăn thì một tuần bên đây mình lươn thì mình có nhiều trại, mình có nhiều người để hỏi mình về chỗ ăn thì mình cũng cũng có tư vấn đó. Thì sẵn mình nói luôn, cho lươn ăn là lươn bố mẹ là cho ăn ngày nào cũng cho ăn nha các bạn, chứ không phải là ngày ăn ngày không nha. Bên mình là hướng dẫn là cho ăn hoàn toàn bằng thức ăn công nghiệp, đạm cao càng tốt, chứ không phải là sợ cho ăn đạm cao ha. Rồi cho ăn là ngày nào cũng cho ăn, tại vì nhiều khi con lươn bạn nó đẻ rồi hôm nay bạn cho ăn, ngày mai bạn cắt cử là mai nó mới ăn được thì bạn là không cho nó ăn, nó dạng vậy đó. Nên nhiều khi các bạn cho ăn nó không ra ăn hết được chăm chăm đâu. Nên các bạn cứ mà cho ăn ngày nào cũng cho ăn đi, lươn nó mới đủ chất được. Lươn nuôi trong bụng này thì nó không ăn đều hết đâu. Thì ở đây mình chỉ xài hai loại đó thôi ha. Cách xử lý nước của thằng lươn bố mẹ này như thế nào chắc các bạn cũng biết rồi. Thì các bạn thấy kênh mình hay nhớ đăng ký kênh các bạn, bấm nút chuông thông báo luôn ha, để có khi nào ra kênh mới, cái clip mới thì các bạn theo dõi kịp thời ha. Thì clip tiếp theo bên mình cũng có dự định là sẽ ra một cái clip là hướng dẫn cái quy trình nuôi lươn thương phẩm ha. Thì quy trình nuôi lươn thương phẩm bên mình nói sơ qua luôn là mình là sử dụng những cái loại thuốc, những loại thuốc nào mà dinh dưỡng, nó chia thành ba nhóm là thức ăn dinh dưỡng bổ sung hàng ngày, rồi thuốc để mà xử lý nước hàng ngày, xử lý nước hàng ngày à. Còn cái thứ ba nữa là mình cái thuốc mà để mình mà xử lý nước nguồn ha. Cái thứ hai nữa là cái thuốc xử lý hàng ngày là cái thuốc mà diệt khuẩn các bạn, định kỳ diệt khuẩn á. Mình sẽ nói sơ qua đó. Thì clip tiếp theo mình sẽ làm rõ các chi tiết đó cho các bạn xem ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để bên mình đang có ra clip mới về cái tình hình đó, cái quy trình đó, thì các bạn có thể theo dõi kịp thời ha. Thì cái lươn con mà đẻ ra nó nở mà nó ra chưa xong, chưa tới đâu hết trơn mà nó chết đó. Thì như nãy từ đầu mình nói thì cái nguyên nhân bố mẹ là cái nguyên nhân có thể là chiếm tỷ lệ cao ha. Thì cũng còn nhiều nguyên nhân khác, nhưng mà thường các bạn không có để ý cái chỗ lươn bố mẹ, các bạn cứ lấy trứng nở ra, các bạn chắc chắn là khoảng 90% các bạn sẽ nghĩ điều đầu tiên nhất là do nước thôi. Nhưng mà nước, mình nói luôn các bạn, nước nó chỉ chiếm một phần thôi. Nước lươn nó quan trọng đó, nhưng mà bố mẹ nó quan trọng hơn nước ha. Tại vì nếu mà bố mẹ mà nó đã đẻ trong môi trường nước đó ok á,
Thì cái nguồn nước đó bạn lấy nguồn nước, cũng nguồn nước đó bạn đem đi ấp trứng lươn nó cũng ok chứ không sao đâu bạn. Cái quan trọng là bố mẹ thôi. Thì nước nước thì chủ yếu tôi mình thấy là đa số là sử dụng nước giếng. Mà nước giếng thì mình chỉ quan tâm tới các chỉ tiêu giống như là nồng độ kim loại. Nồng độ kim loại rồi NO2. Nói chung mấy cái thứ đó thì nếu mà mình nếm bằng đầu lưỡi á, mình cũng phát hiện được các bạn. Nếu kim loại nhiều á thì các bạn nếm đầu lưỡi bạn sẽ nghe cái vị chát nó nhẹ nhẹ. Còn mà nếu các bạn mà nước mà nặng quá thì các bạn hãy đổ vô trà nó sẽ bị thay đổi màu luôn ha. Nếu mà nhiễm sắt thì nó sẽ thay đổi chuyển qua màu tím tím. Nhiễm manhê thì chuyển màu đen. Nói chung là những kiến thức đó thì có thể có một số bạn chưa biết thì sẵn mình phổ biến luôn. Thì mấy đó cơ bản thì mình tự ở nhà mình làm được, mình tự bản thân mình thấy là kiểm tra được chứ không có cần đem ra tiệm gì ha. Thì nguồn nước mình chủ là mình xử lý làm sao cho nó ổn định thôi. Cái quan trọng là nguồn nước các bạn làm sao để cho ấp chân lương hoặc nuôi lương con vậy. Mình thấy nhiều trại nhiều và nhiều chỗ điện mình báo lương bệnh nhưng mà hỏi ra là nước để ngoài trời, không có để trong nhà. Có thể các bạn xử lý nước có một số chất á là đòi hỏi xử lý nước phải để ngoài trời để cho nó mau mau xử lý để cho nó đạt cái nồng độ á. Nhưng xử lý ngoài trời xong các bạn phải đưa bơm vô một chỗ nào cho nó mát kín nè để cho nó ổn định. Thì các bạn mới cho nuôi vô cho vô cái hồ lương mà lương bột hoặc lương con các bạn được. Chứ lương nó rất là nhạy cảm với môi trường ha. Thật ra là mặc dù các bạn có thể sờ tay vô các bạn nghe nó mát đó, nó mát chỉ tay thôi, nhưng mà đối với lương là nó nóng. Nhiều trường hợp đó là lương nó bị nóng sốt, nó bị sốc sốc nhiệt độ á, rồi nó lên giá thể nó nằm, rồi nó bị dạng như là bị phù đầu các bạn, nó phù đầu á. Thì hôm mình clip mấy cái clip mình nói nó từ phù đầu đó. Phù đậu nhiều nguyên nhân, nó nhiễm khuẩn rồi nó bị sốc môi trường nữa. Thì cái trường hợp đó là bị sốc môi trường. Nên các bạn cứ đánh thằng nhiễm khuẩn vô, cứ đánh diệt khuẩn ngoài. Mà lương các bạn nó chưa có qua giai đoạn diệt khuẩn, tại vì lương bạn mới bị sốc môi trường thôi. Thì lúc đó các bạn phải đánh thằng khác, đánh thằng hạ sốt rồi đó, thì nó mới hết. Chứ các bạn mà cứ đưa diệt khuẩn, nó đâu có khuẩn đâu mà diệt. Nên ra các bạn cứ càng đánh càng chết, nó không có đánh bắt chứng bệnh ha. Nên cái nguồn nước nó quan trọng cái chỗ đó đó. Nguồn nước làm sao, các bạn xử lý làm sao, rồi để ở đâu, cái đó mới quan trọng. Rồi các bạn điện hỏi mình đó, nhưng mà mình cũng có chỉ, mình cũng hỏi được, hỏi ra là nguồn gốc là đa số những cái chỗ mà nó bị phù đầu đỏ đỏ cái hầu đó, nhưng mà không có triệu chứng bị viêm đường ruột gì hết ha. Thì toàn là nhìn hỏi ra là toàn là nước không à, do nguồn nước nó bị để ngoài trời. Thì các bạn nào đang có dự định nuôi lươn đẻ hoặc là nuôi lươn con á thì cũng để ý cái nguồn nước. Có nhiều trại nó không chia sẻ đâu nghe các bạn, họ không có chỉ ba đó. Rồi có một số trại bán lươn giống nhưng mà cũng không có, giống như không có tư vấn. Khách hàng mua lươn giống thì bán thôi chứ thường không có tư vấn được cho khách hàng. Bên mình bán cho lương bán lương giống thì khách hàng mình cũng phải hỏi khách hàng trước là anh có nuôi lần nào chưa. Nếu chưa nuôi thì mình đây tư vấn là lương anh là sử dụng nước như thế nào, xử lý như thế nào, nếu ok thì mới bán. Chứ bên bạn mà xử lý mà không có điều kiện xử lý, bên mình cũng không bán lương giống nha các bạn. Và thật ra bán lương giống mỗi người mình bán không được nhiều đâu, nhưng mà mua về rồi không có làm đúng theo kỹ thuật á, nó cũng chết rồi. Nên mình thấy làm vậy thì các bạn có thể là mất vốn nữa. Có những gia đình có điều kiện thì không nói, nhưng có những gia đình giống như tích lũy vốn được khoảng cỡ 10 triệu là nhiều các bạn. Mà 10 triệu là bắt lương giống, nếu lương giờ bắt khoảng 2.000 con à. Mà 2.000 con các bạn nghĩ là nếu mà 2.000 con chạy lương giống mình bán 2.000 con lâu lợi nhiêu đâu. Rồi các bạn bỏ nguyên vốn liếng bạn 10 triệu vô đó, rồi hồ rồi nó tùm lum thứ cũng ra mấy chục triệu. Mà đâm mà nuôi thì không hiệu quả.
Nên các bạn mua lương giống bên mình thì bắt buộc bên mình, nếu Ôi trời mà chưa ơi, nuôi lần không nào thì thấy buộc đâu bên nha. mình phải tư vấn. Nếu đạt điều kiện bên đây bên mình mới cung cấp giống ha. Con đấy chứ. Thì đợt lấy trứng lần này như các bạn thấy đó, thì cái hồ này hôm Nghe hổm đâu, mình nghe nói lấy hơi đâu. phía bên đây thì ít, lấy hồ bên Phùng Xốp thì nhiều. Lúc đó là do cái hồ này hổm mình để nước nó cao quá, ngày sau này mình rút nước cạn lại thì mình thấy là lấy trứng lương rất là nhiều ha. Có thể hai ổ cách nhau, các bạn thấy đó đó, hai ổ cách nhau chia được ngang tay nữa là có hai ổ. Tôi luôn Cái này thì trứng gà luôn hả? trường hợp này Trứng cũng gà hiếm các bạn, ít có trường hợp nào gì hai ổ gần sát nhau nhau quá thì nó vậy. hiếm lắm. Nói chung mô hình mình thấy mô hình mà làm đất cặp bờ kè nè rồi đưa ống vô mình thấy hiệu quả, cũng hiệu quả chứ không dễ, không có tệ. Nhưng mà làm mô hình này các bạn chú ý là làm cái mực nước, mực đất so với mực nước nó hơi thấp thôi, cách nhau khoảng tấc các bạn đặt ống nó hiệu quả hơn, đừng đặt cao quá, đừng có đặt mà nước thấp như Mà quá hơn nữa anh cái nói luôn lường cho nó nghe, cái quậy vụ nữa này nó là sập không đất là đẻ. nó không đẻ. Đợt kỳ rồi thì mình làm trong thùng xốp thì nó đẻ, trong thùng xốp nhiều cho thùng xốp nó sập ít, còn lần này mình lấy là thùng xốp lúc hổm mình lấy đã sập rồi, rồi hôm nay nó Con sập đấy là chứ. giống như mặt nước không à, nên mình lấy thùng xốp nó tỷ lệ nó khoảng 50% so với bên đây này. Bên đây thì mình lấy là rất là nhiều ha. Rồi cảm ơn các bạn nha, các bạn bạn thấy kênh mình hãy nhớ đăng ký ha. Các bạn có đang cần mua hàng về cho thức ăn, cho lươn bột nè, rồi thuốc, các loại thuốc và trị bệnh cho lươn, bên mình cũng có tư vấn trị bệnh cho lươn ha. Thì các bạn có cần gì thì cứ liên hệ số điện thoại 0914 292 736 à, để được tư vấn nha. Rồi xin cảm ơn các bạn ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh nha các bạn. Nhớ bấm nút chuông ha. Để mình ra những clip mới các bạn theo dõi kịp thời nha. Rồi cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ha.